Quá ra bốn thứ này sẽ hút sạch phúc khí của một gia đình. Nghe Đức Phật dạy mới ngộ ra. Kính thưa quý vị, tất cả những may mắn và bất hạnh xuất hiện và biến mất đều có lý do. Chúng ta hãy xem những thứ làm hao tổn phước của một gia đình nhanh nhất là gì để tránh xa nhé. Thứ nhất là tâm bất an, hút hết phúc lành. Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống là mọi người sống hòa thuận với nhau và không tham gia vào quá nhiều việc làm hại lẫn nhau. Nhưng thực tế là ai cũng có những toan tính nhỏ nhặt của riêng mình. Tính toán quá chi ly, không có quá nhiều sự nhún nhường và thỏa hiệp. Chỉ có sự hiếu thắng của kẻ hám lợi mà thôi. Đến cả người thân trong nhà đôi khi còn ganh ghét nhau, làm khó với nhau. Lòng người có thể gói gọn trong chữ bồn chồn. Nếu một người bồn chồn, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh người đó. Nếu một nhóm người bất an, sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Từ góc độ tâm lý con người, nếu cuộc sống quá bình thường thì sẽ có người đến quậy phá. Nếu cuộc sống quá ổn định thì sẽ có người bất an. Nếu cuộc sống quá bình lặng thì sẽ có người phá hoại. Trái tim con người là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Chính cái lòng không yên đã khiến người ta làm những việc này. Một khi con người trở nên bất an liên tục, không chỉ phước lành của bản thân họ sẽ bị mất đi, mà ngay cả phước lành gia đình của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn đọc câu chuyện về giàu vật chất nhưng bất an, sẽ thấy bản thân mình có bao nhiêu ảo vọng, bất an, để rồi tự đánh rơi phước lành của bản thân và gia đình. Thứ hai, tham lam sẽ hút đi vận may. Trên thế giới này, có bao nhiêu người đang chiến đấu? Hay có bao nhiêu người buông tay? Có bao nhiêu người đang cạnh tranh? Nếu một người tranh giành thứ không thuộc về mình rồi trở nên quá cố chấp thì đó là đi ngược ý trời. Sớm muộn cũng sẽ hiểu nhân quả không chừa một ai. Trong một gia đình, một số anh chị em tranh giành tài sản không phải của mình với những người ruột thịt. Kết quả là nó vừa phá hủy mối quan hệ gia đình, vừa biến những người thân xung quanh họ thành kẻ thù. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ có được, không cần giành giật. Tất cả những gì không thuộc về mình, dù có ép buộc thế nào cũng chẳng được gì, đồng thời cũng làm hỏng cả phần đời còn lại. Nhân quả rất công bằng, nó có thể lấy lại những gì đã trao cho người không xứng đáng. Trên nhân đạo là thiên đạo, đừng xem thường ý trời. Gia đình nào mà càng có nhiều con cháu tham lam thì càng về sau, gia đình đó càng mất phước rất nhanh. Thứ ba, chính thái độ cầu nhanh hút đi vận may. Khái niệm nhanh đã khắc sâu vào tâm khảm của con người hiện đại. Nó chính là thứ làm hao tổn phước của một gia đình. Hầu hết mọi người nghĩ rằng miễn họ có tốc độ nhanh nhẩu thì quá trình của họ mọi thứ đều có thể được đẩy nhanh. Thực ra cái gọi là đến vội đi vội là sự thật mà nhiều người vẫn cố chấp chưa chịu tin. Giống như việc kiếm tiền, bạn thích kiếm tiền nhanh chóng, nhưng khi kiếm được rồi bạn sẽ không quá coi trọng đồng tiền, tiêu pha rất hoang phí. Trong suốt quá trình này, bạn sẽ không khỏi băn khoăn tại sao người khác lại giàu có dễ dàng trong khi họ lạc lối và kiếm tiền nhanh chóng. Sau một vài năm, những người kiếm tiền nhanh chóng đã phá sản. Có những người kiếm tiền chậm nhưng đều đặn, sống một cuộc sống ổn định và ngày càng tích lũy được nhiều tiền hơn. Nếu quá nhanh, xu hướng suy thoái sẽ xuất hiện trước khi bạn kịp giàu có. Không cần phải nhanh chóng trong mọi việc. Hãy cứ bình tĩnh làm từng việc thật chắc chắn thì cuộc sống sẽ ngày càng ổn định. Những người tham lam muốn giàu nhanh, kiếm tiền nhanh mà không cần tốn nhiều công sức thời gian thì sớm muộn cũng phá sản. 30 chưa phải là Tết,
nên đừng có cười vội. Thứ tư, chính tư tưởng đổ lỗi cho người khác đã hút đi phước lành. Khổng Tử tin rằng không nên đổ lỗi cho trời hay thiên vị người khác. Có đi học là đi lên mới biết mình là ai. Là người quân tử không nên phàn nàn về số phận của bản thân, cũng không nên đổ lỗi cho người khác. Trời Phật có mắt, biết hết những gì chúng ta nói và làm. Phật dạy về số phận nói rằng cuộc sống sắp đặt cho một số người đau khổ, gặp khó khăn, thực ra chỉ để rèn luyện tâm tính của họ. Thật là nực cười, những người đã được trời mài dũa lại cảm thấy luật trời không công bằng và oán giận những người xung quanh họ, mà không biết rằng mỗi lần vượt qua khó khăn là mỗi lần bản thân được trưởng thành thông thái hơn. Tức giận không bao giờ là một điều tốt. Thử tưởng tượng xem, ví dụ như bạn vốn là một tiểu thư quyền quý nhưng luôn phàn nàn về ông trời và những người xung quanh, chẳng phải bạn đang sống như một người hèn hạ đầy oán hận sao? Sống như thế thì làm sao có thể được ban phước? Đối với trời, bạn không nên phàn nàn nhưng hãy kính sợ. Đối với những người xung quanh, bạn không nên trút giận mà hãy trân trọng họ. Cuộc đời ngắn ngủi, tu tập không dễ dàng. Hãy sống cho hiện tại và trân trọng nó. Nhưng ngưng đổ lỗi cho người khác. Người biết hoan hỷ cho lỗi lầm của người khác là người cao cả. Biết tu tâm dưỡng tính là người xứng đáng có được may mắn. Hà trì thủy trung lộ thân dục giới, giới lõa thân tắm ở sông ao. 101.1 giới tướng. Văn giới âm, chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni lộ thân hình tại hà thủy, tuyền thủy, lưu thủy trùng dục giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni để thân thể lõa lồ tắm trong các dòng nước sông, suối, ao, hồ, phạm tội ba vật đề. 101.2 duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni để thân thể lõa lồ tắm trong các dòng nước sông, ao, rạch, suối, vân vân. Khi ấy có những dâm nữ, tạc nữ trông thấy bảo các tỳ kheo ni ấy rằng: quý cô còn trẻ, dưới nách chưa mọc lông mà đã xuất gia học đạo tu hành, tại sao không nhân lúc còn trẻ tuổi này hưởng thú ái dục, đến khi già hãy tu phạm hạnh, như thế thì cả đôi đường đều lưỡng tiện. Trong số các tỳ kheo ni ấy có những người trẻ tuổi nghe những lời đường mật trên, nên đối với giới pháp của Phật không còn ưa thích, sinh tâm ưa thích ái dục thế gian. Bấy giờ những người cư sĩ trông thấy thế đều chê bai hiềm trách rằng: các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao lại để thân hình lõa lồ tắm trong các dòng sông, suối, ao, hồ, chẳng khác nào những hạng dâm nữ hay tặc nữ? Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời chỉ trích ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo ni về việc để thân hình lõa lồ khi tắm trong các dòng sông, suối, ao, hồ. Sau đó các tỳ kheo ni này đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn, vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 101.3 cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội: là nước sông, ao, suối, khe, nơi chỗ vắng, đệ thân lõa lồ tắm gội, tắm khắp thân thì phạm.
101.4 Phạm Tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Lộ thân hình, tức là để thân trần, dù là nửa thân hình cũng gọi là lõa hình. Tỳ kheo ni nên dùng 4 hình thức che thân khi tắm gội. Đây là trường hợp không có phòng tắm. Ở những khúc quanh co, bờ vỡ của sông, chỗ có cây cối rậm rạp phủ che kín đáo, nước che phủ, dùng y che trên thân. 3 hình thức đầu không được cùng nhau lấy đồ vật trao cho nhau. Tất cả đều phải thực hiện đúng theo pháp. Tại Hà Thủy, Tuyền Thủy, Lưu Thủy, Dục Giả, 3 vật đề. Hà là gọi chung các con sông. Đại Hà, Tiểu Hà, Đại Giang, Tiểu Giang đều gọi chung là Hà Thủy, nghĩa là nước sông. Tuyền là suối. Những mạch nước từ dưới lòng đất trào lên đều gọi chung là Tuyền. Lưu Thủy là nước chảy. Tất cả những nước trong sông, suối, khe đều có tính lưu động. Ở những nơi ấy, tỳ kheo ni không được để thân hình lõa lồ mà tắm gội. Nếu tắm gội trong các sông, suối, ao, hồ để nước tràn qua thân thì phạm tội 3 vật đề. Nếu tắm ướt chưa khắp thân thì phạm tội đột kiết la. Phương tiện muốn tắm mà chưa tắm, cùng nhau hẹn đi tắm mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 101.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 3 chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 101.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: tắm ở chỗ khúc quanh co, tại những nơi có bờ vỡ của sông, chỗ có cây cối che phủ kín đáo, nước ngăn che, hoặc dùng y che phủ thân hình mà tắm, hoặc trường hợp bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. Trong Luật Ngũ Phần quyển 12 thuyết minh, nếu ngăn cản người không cho đến, hoặc tắm ở chỗ khuất vắng, hoặc tắm ở chỗ có cây cối che phủ kín đáo, hoặc dùng y vật ngăn che thân thể khi tắm thì đều không phạm. 101.7 Tập giải. Để thân hình lõa lồ tắm ở chỗ trống, chẳng những làm cho thế nhân khi trông thấy chê bai, hiềm trách, mà còn làm cho những người trẻ tuổi bị kích động, khêu gợi dâm tình, dẫn đến việc xả giới, hoàn tục. Ngoài ra, cũng có thể làm cho nam tử trông thấy, khiến tâm họ bị mê hoặc. Như trong Luật Tăng Kỳ quyển 38 thuyết minh: bấy giờ bà Bạc Đà La Tỳ Kheo Ni tắm ở sông Tô Hà. Khi ấy có 5 đồng tử ly xa đứng trên bờ nhìn ngó, liền sinh tâm ái dục. Tỳ Kheo Ni nói: trường thọ, các cậu hãy đi đi. Các đồng tử đáp rằng: chúng tôi không đi, chúng tôi muốn xem thân hình của Aleya. Tỳ Kheo Ni nói: thân này có 10 lỗ, luôn lưu xuất những vật bất tịnh, hôi thối, nhờ nhớp cực kỳ. Các cậu cần gì phải xem? Các đồng tử lại nói: không phải thế đâu, chúng tôi rất thích thấy. Nói xong, các đồng tử vẫn không chịu đi. Tỳ Kheo Ni tự nghĩ rằng đây là những kẻ phàm phu, ngu si, trí tuệ kém. Tức thì dùng tay che trước, sau thân, rồi lên khỏi mặt nước. Những đồng tử kia trông thấy tâm ái dục bị kích thích quá nặng nên té nhào xuống đất, máu trong miệng trào ra. Vì nhân duyên đó, Đức Phật chế giới này để ngăn ngừa các thứ phiền não phát sinh. Tỳ kheo ni cần phải biết rõ những nơi có thể tắm gội. Như trong Luật Tứ Phần quyển 49 thuyết minh: tỳ kheo ni đến tắm nơi chỗ tắm gội của người nữ. Bây giờ có những dâm nữ, tạc nữ bảo các vị tỳ kheo ni ấy rằng: quý cô tuổi còn trẻ, dưới nách mới mọc lông, tại sao không hưởng thú vui mà lại tu phạm hạnh? Quý cô hôm nay
nên làm việc dục lạc để sao khỏi ăn năn. Đến lúc già hãy tu phạm hạnh, như thế thì trước sau đều trọn vẹn không mất. Bây giờ những tỳ kheo ni trẻ tuổi nghe những lời đó rồi liền sinh tâm nhàm chán, không còn ưa thích Phật pháp. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: Tỳ kheo ni, từ đây về sau không nên tắm những nơi tắm của người nữ thế gian. Nhưng sau đó quý tỳ kheo ni lại tắm ở những nơi dành cho nam tử bạch y. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai hiềm trách rằng: Tỳ kheo ni này không biết khổ thẹn, không tu phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao tỳ kheo ni lại tắm ở chỗ dành cho nam tử bạch y? Như thế không khác gì những dâm nữ và tặc nữ. Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm đó nên đem bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Từ nay về sau, tỳ kheo ni không được tắm ở những nơi dành cho bạch y nam tử. Trong thế gian có những nhà tắm công cộng gọi là phá đa, ôn thất, dục đường, tháo đường, tẩy tháo đường, vân vân. Tóm lại, đó là những nơi có tính cách kinh doanh. Tất cả quần chúng đều có thể vào trong đó tắm gội. Nếu là tỳ kheo ni thì không được đến những loại nhà tắm như thế để tắm gội, vì có thể sinh ra những quá hoạn bên ngoài. Như trong Luật Tăng Kỳ quyển 40 thuyết minh: Bây giờ thích chủng nữ Ma La tắm gội trong nhà tắm, bị một thiếu niên xông vào phá phạm hạnh. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với Đức Đại Ái Đạo tỳ kheo ni. Đức Ái Đạo liền đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Phật dạy từ đó về sau không cho phép tỳ kheo ni vào trong nhà tắm công cộng mà tắm. Lại nữa, tỳ kheo ni không được đứng tắm chỗ nước chảy ngược dòng để hưởng cảm giác kích thích của ái dục, như trong Luật Ngũ Phần quyển 40 thuyết minh: Bây giờ cách trụ xứ của tỳ kheo ni không xa có một khe nước chảy. Tỳ kheo ni dùng âm đạo khứng nước chảy vào để tạo cảm giác dục lạc, sau đó nghi là phạm tội nên đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: Tỳ kheo ni ấy không phạm tội ba la di, nhưng phạm tội thâu lan giá. Thế nên tỳ kheo ni không nên dùng âm đạo hứng nước nơi dòng chảy. Lại trong Luật Tăng Kỳ quyển 40 thuyết minh: Bây giờ tỳ kheo ni sinh tâm ái dục, hứng nước từ trên cao chảy xuống vào đường tiểu tiện, tức thì bị lưu xuất chất bất tịnh nên sinh tâm nghi hối. Quý tỳ kheo ni biết việc đó nên đem bạch với Đại Ái Đạo tỳ kheo ni. Đại Ái Đạo tỳ kheo ni đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: Từ nay về sau không cho phép tỳ kheo ni dùng đường tiểu tiện hứng nước từ trên cao chảy xuống. Nếu tỳ kheo ni lúc tắm trong dòng nước từ trên cao chảy xuống, phải dùng vật ngăn che. Nếu dùng đường tiểu tiện hứng nước từ trên cao chảy xuống, hay nước từ trên mái nhà chảy xuống để thỏa mãn tâm ái dục, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu khi tắm dòng nước từ trên cao chảy xuống, không được dùng thân hứng nước, phải xoay lưng ra để hứng dòng nước mà tắm. Nếu dùng thân hứng nước để thỏa mãn tâm ái dục thì phạm tội thâu lan giá. Nước từ trên cao chảy xuống được gọi là huyền trú thủy. Bây giờ tỳ kheo ni tắm trong dòng nước chảy mạnh, sinh tâm ái dục, đi ngược dòng, tạo cảm giác kích thích, tức thì lưu xuất chất bất tịnh. Quý tỳ kheo ni đem việc ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Phật dạy: Từ nay về sau không cho phép tỳ kheo ni đứng ở chỗ dòng nước chảy mạnh để nước tiếp xúc vào đường tiểu tiện. Nước này hoặc là nước núi, hoặc là nước chảy theo dòng. Nếu hướng về dòng nước chảy ngược để thỏa mãn tâm ái dục thì phạm tội thâu lan giá.
Nếu khi nào tắm trong dòng nước chảy mạnh thì không được đi ngược dòng nước, phải xoay lưng lại mà tắm. Nếu người nào cứ ngược dòng nước thì phạm tội việc tỳ ni. Cho nên tỳ kheo ni cần phải tắm trong nhà tắm, trong am thất của tỳ kheo ni, tuyệt đối không được để lóa hình tắm nơi chỗ trống vậy. 102. Dục y quá lượng giới. Giới mai y tắm quá lượng. 102.1. Giới tướng. Văn giới. Âm: tỳ kheo đệ 89 bất toàn đồng, chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tác dục y, ứng lượng tác, ứng lượng tác giả trường Phật lục trách thủ, quản nhị trách thủ bán, nhược quá giả ba vật đề. Nghĩa: hoàn toàn không tương đồng với điều 89 của giới tỳ kheo thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni mai y tắm phải đúng lượng là bề dài bằng 6 gang tay của Phật, bề rộng bằng 2,5 gang tay của Phật, nếu quá lượng thì phạm tội ba vật đề. 102.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cách Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy Đức Thế Tôn cho quý tỳ kheo ni may y tắm. Bấy giờ lục quần tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo ni may y tắm, liền tự tiện may nhiều y tắm rộng lớn. Quý tỳ kheo ni khác trông thấy hỏi rằng: Đức Phật cho phép quý tỳ kheo ni tích chứa 5 y, những y này thuộc về y gì? Lục quần tỳ kheo ni đáp: y tắm. Quý tỳ kheo ni nghe trả lời như vậy, trong đó có những vị thiểu dục, liền ha trách lục quần tỳ kheo ni rằng: Thế Tôn cho phép tích chứa y tắm, nhưng tại sao lại tự tiện may nhiều y tắm rộng lớn thế kia? Bây giờ quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 102.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội: may y tắm, quá lượng, vì mình, tự may hay bảo người khác may, may xong thì phạm. 102.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác dục y, ứng lượng tác. Dục y tức là y dùng ngăn che trên thân khi tắm. Đây là trường hợp tắm ở những chỗ trống như ao, sông, khe, suối, v.v. thì cần phải dùng y tắm. Ứng lượng tức là theo hạn lượng Đức Phật cho phép mà may. Ứng lượng tác giả, trường Phật lục trách thủ, quản nhị trách thủ bán. Nhược quá giả ba vật đề. Trách thủ tiếng Phạn gọi là vita asti, nghĩa là khoảng cách giữa ngón tay cái và ngón trỏ khi xòe thẳng ra, thông thường gọi là gang tay. Một gang tay của Phật ước chừng 1,2 thước. Nếu bề dài là 6 gang tay của Ngài thì ước chừng khoảng 7,2 thước. Rộng 2,5 gang tay của Phật tức là khoảng 3 thước. Giải thích thêm: thước, những con số trên đây là dùng theo đơn vị thước tàu. Nếu tỳ kheo ni tự may y tắm hoặc bảo người may, nếu bề dài hay bề ngang quá lượng, hoặc cả hai bề đều quá lượng, thì khi may xong phạm tội ba vật đề. Nếu tự mình may mà không thành thì phạm tội độ kiết la. Nếu bảo người may nhưng không thành cũng phạm tội độ kiết la. Nếu vì người khác may, thành hay không thành đều phạm tội đột kiết la. 102.5. Kim chế. Trường hợp y tắm mưa của tỳ kheo mà may quá lượng thì phạm tội ba vật đề.
Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 102.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, may đúng theo kích thước Phật quy định, hoặc là giảm kích thước, hoặc là y đã may thành, cắt lại cho đúng kích thước quy định, hoặc là y xếp nhiều lớp, kích thước vẫn đúng theo quy định thì không phạm. 102.7 Tập giải. Giới này cùng với giới 89, nơi thiên đơn đề của tỳ kheo hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì y tắm mưa của tỳ kheo do Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo tắm trong Uyển Vân Vũ, còn gọi là Viên Uyển Vân, tức là một dụng cụ hình như cái bát tròn. Nước mưa trong cái bát tròn có công đức trừ diệt tật bệnh. Khi quý tỳ kheo để thân hình lõa lồ đứng tắm nơi chỗ đất trống, bị bà tỳ xá khư mẫu trông thấy, bà liền đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn và xin cho bà được phép cúng dường y tắm mưa cho quý tỳ kheo và y tắm cho tỳ kheo ni. Y tắm mưa này dùng tắm khi trời mưa, y tắm được tỳ kheo ni dùng trong khi tắm ở chỗ đất trống, kích thước không đồng nhau, chỉ trường hợp khai duyên giống nhau và không được may quá lượng. Thế cho nên nói rằng không hoàn toàn tương đồng. Là tỳ kheo ni, nếu tắm trong nhà tắm thuộc trụ xứ của mình thì không xảy ra những việc chê bai, hiềm trách của thế nhân, nhưng không được tắm chung với u bà di trong cùng một nhà tắm để tránh xảy ra những việc xúc não vậy. Não vậy, não vậy, não vậy. Thân cận bạch y, tam giáng bất xả giới. Giới thân cận bạch y, ba phen can gián không chịu bỏ. 99.1 Giới tướng. Phần giới âm, tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni thân cận cư sĩ nhi cộng trụ, tắc bất tùy thuận hạnh. Dư tỳ kheo ni gián thử tỳ kheo ni ngôn, muội những mặt thân cận cư sĩ nhi cộng trụ, tác bất tùy thuận hạnh. Muội nhữ khả biệt trụ, nhược biệt trụ, ư Phật pháp trung, hữu tăng ít an lạc trụ. Bỉ tỳ kheo ni gián thử tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián, xả thử sự cố. Nãi chí tam gián, xả thử sự thiện, nhược bất xả giả bà vật đề. Nghĩa thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni ở chung và thân cận với cư sĩ, còn cư sĩ làm những hạnh không tùy thuận, quý tỳ kheo ni khuyên giáng tỳ kheo ni này rằng: muội đừng ở chung, đừng thân cận với cư sĩ và con cư sĩ làm những hạnh không tùy thuận, muội nên ở riêng, vì nếu muội ở riêng thì trong Phật pháp có phần lợi ích an vui lâu dài. Khi tỳ kheo ni kia khuyên giáng tỳ kheo ni này như thế, nhưng tỳ kheo ni này vẫn ngoan cố không bỏ, tỳ kheo ni kia nên khuyên giáng 3 lần cho bỏ việc ấy. Đến khi khuyên giáng lần thứ 3, nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội 3 vật đề. 99.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một vị tỳ kheo ni ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Quý tỳ kheo ni khác trông thấy khuyên giáng rằng: đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp, đại muội nên ở riêng thì trong Phật pháp được tăng trưởng lợi ích an vui cửu trụ. Nhưng vị tỳ kheo ni kia vẫn không chịu ở riêng. Bây giờ trong số quý tỳ kheo ni có những vị thiểu dục hiềm trách vị tỳ kheo ni kia, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên ấy, Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng quở trách vị tỳ kheo ni kia, rồi cho phép tỳ kheo ni tăng bạch tứ yết ma làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni phạm tội kia,
khiến thực hành pháp hà trách phải bỏ việc đó. Trong chúng đề cử một vị có khả năng làm pháp yết ma tác bạch như sau: Đại tỷ tăng để tâm nghe cho, tỳ kheo ni mẫu giáp này ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Những tỳ kheo ni khác đã hà trách và khuyên giáng rằng: Đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Đại muội nên ở riêng, nếu đại muội ở riêng thì trong Phật pháp tăng trưởng thêm lợi ích an vui và cửu trụ. Nhưng tỳ kheo ni kia vẫn không cải hối: Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho tăng làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni mộ giáp ấy, khiến phải bỏ việc ấy. Đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, đừng làm những hạnh không tùy thuận. Đại muội nên ở riêng, vì nếu đại muội ở riêng thì trong Phật pháp có thêm được phần lợi ích an vui cửu trụ. Tác bạch như vậy. Đại tỷ tăng để tâm nghe cho, tỳ kheo ni mổ giáp này ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Những tỳ kheo ni khác đã hà trách và khuyên giáng rằng: Đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Đại muội hôm nay nên ở riêng, nếu đại muội ở riêng thì trong Phật pháp tăng trưởng thêm lợi ích an vui và cửu trụ. Nhưng tỳ kheo ni kia vẫn không cải hối: Hôm nay tăng làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni mộ giáp ấy, khiến phải bỏ việc ấy vậy. Đại muội đừng ở chung và thân cận với cư sĩ cùng con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp. Đại muội nên ở riêng, nếu đại muội ở riêng thì trong chánh pháp tăng trưởng thêm lợi ích an vui và cửu trụ. Quý đại tỷ, vị nào bằng lòng cho tăng làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni mổ giáp, khiến bỏ việc này thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Lặp lại 3 lần. Tăng đã bằng lòng làm pháp hà giáng cho tỳ kheo ni, vân vân, khiến bỏ việc ấy rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng, việc ấy tôi biết rõ như thế. Phải thực hành pháp hà trách như vậy. Chúng tăng vì tỳ kheo ni kia bạch tứ yết ma, làm pháp hà trách khiến bỏ việc ấy. Sau đó đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng: Các thầy nên bảo tỳ kheo ni tăng, nếu từ đây trở đi có tỳ kheo ni nào như thế, tỳ kheo ni tăng cũng phải bạch tứ yết ma hà giáng khiến cho bỏ việc ấy. Đức Thế Tôn đem nhân duyên đó vì các tỳ kheo ni kiết giới này. 99.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội, là bạch y, ở chung thân cận làm những việc không tùy thuận, không vâng lời, đúng như pháp khuyên giáng, 3 lần yết ma xong thì phạm tội. 99.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thân cận cư sĩ, cư sĩ nhi cộng trụ, tác bất tùy thuận hạnh. Thân cận nghĩa là gần gũi, thường trò chuyện, cười giỡn với nhau. Cư sĩ là chỉ cho những người chưa xuất gia. Nhi nghĩa là con của cư sĩ. Tỳ kheo ni kia cùng cư sĩ và con cư sĩ ở chung và thân cận với nhau. Tùy thuận nghĩa là người xuất gia đáng lẽ phải thực hành theo những giáo pháp của Đức Phật dạy. Đó là những giới hạnh của người xuất gia. Trái lại, nếu không thực hành đúng theo giáo pháp, lại làm theo những việc thế tục của người tại gia, tức là trái với giới pháp. Cho nên nói rằng làm những hạnh không tùy thuận vậy. Dư tỳ kheo ni giáng thử tỳ kheo ni ngôn: Muội nhữ mạc thân cận cư sĩ, cư sĩ nhi cộng trụ, tắc bất tùy thuận hạnh. Muội nhữ khả biệt trụ, nhược biệt trụ ư Phật pháp trung, hữu tăng ích an lạc trụ. Đoạn luật trên thuyết minh
những tỳ kheo ni khác ở chỗ vắng nói những lời nhã nhặn để khuyến dụ khuyên giáo. Bỉ tỳ kheo ni giáng thử tỳ kheo ni thời kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam giáng xả thử sự cố, nại chí tam giáng xả thử sự thiện, nhược bất xả giả ba vật đề. Đoạn luật trên thuyết minh tỳ kheo ni kia không chịu vâng lời của vị tỳ kheo ni đúng pháp ở chỗ vắng khuyên giáng, cứ khư khư không chịu bỏ việc sai lầm, tiếp tục thân cận với bạch y. Vị tỳ kheo ni đúng pháp phải vì tỳ kheo ni sai lầm này tác bạch tứ yết ma để khuyên giáng. Trước khi tác bạch, vị tỳ kheo ni đúng pháp bảo tỳ kheo ni có lỗi rằng: đại muội, hôm nay nên từ bỏ lỗi này, đừng để chúng tăng làm pháp hà trách mà phạm trọng tội. Nếu vị tỳ kheo ni có lỗi nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời phải tắc bạch lần thứ hai rồi bảo rằng: đại muội, tôi đã tắc bạch xong, chỉ còn làm pháp yết ma nữa. Đại muội nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà giáng thì phạm trọng tội. Nếu vị tỳ kheo ni có lỗi kia nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì phải làm pháp yết ma lần thứ nhất. Khi làm pháp yết ma lần thứ nhất xong, nên bảo tỳ kheo ni có lỗi kia rằng: đại muội, tôi đã tác bạch và làm pháp yết ma lần thứ nhất rồi, còn hai lần yết ma nữa, đại muội nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng hà trách thì phạm trọng tội. Nếu tỳ kheo ni đó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì phải làm pháp yết ma lần thứ hai. Làm pháp yết ma lần thứ hai rồi nên bảo rằng: đại muội, đã làm hai lần yết ma rồi, chỉ còn một lần yết ma nữa, đại muội nên bỏ việc ấy đi, đừng để tăng hà trách thì phạm trọng tội. Nếu tỳ kheo ni có lỗi ấy nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì phải làm pháp yết ma lần thứ ba. Ba phen làm pháp yết ma xong thì phạm tội ba vật đề. Nếu tắc bạch hai lần yết ma thì phạm ba tội đột kiết la. Nếu tắc bạch một lần yết ma thì phạm hai tội đột kiết la. Chỉ tắc bạch mà chưa làm yết ma thì phạm một tội đột kiết la. Tắc bạch chưa rồi hay chưa tắc bạch việc thân cận với cư sĩ, với con cư sĩ, làm những hạnh không tùy thuận theo chánh pháp, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 99.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 99.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi vừa khuyên giáng đã bỏ, hoặc trường hợp chúng tăng hà trách phi pháp biệt chúng, làm pháp hà trách đúng pháp biệt chúng, làm pháp hà trách tương tự pháp biệt chúng, làm pháp hà trách tương tự pháp hòa hợp chúng, không đúng pháp, không đúng luật, không y như lời Phật dạy, hoặc tất cả những trường hợp chưa làm pháp hà trách thì không phạm. 99.7 Tập giải. Là tỳ kheo ni đã bỏ gia đình, bà con, quyến thuộc xuất gia, phải siêng năng tinh tấn tu học đạo pháp giải thoát, xa lìa ngũ dục, đừng sinh tâm tham luyến, thì tâm sẽ được thanh tịnh. Phải trụ nơi pháp thiểu dục tri túc, ít mong cầu, ít nhận lấy, đừng tích chứa những vật vô dụng, không nên tích chứa đồ vật cho nhiều giống như hạng bạch y. Nếu có thể xa lìa tài vật đừng tham đắm thì tự nhiên sẽ được yên ổn. Nếu không tri túc, tâm tham sẽ càng tăng trưởng, do tham tài lợi mà phải chịu luồn cuốn để mong cầu. Vì tham trước tài vật nên thường phải sinh tâm nịnh bợ để xin xỏ, vì thế mà không thể nào xa lìa các phiền não. Tại sao vậy? Vì tài vật bên ngoài còn không thể xa lìa, huống chi là các pháp bên trong. Phải biết cầu danh lợi dưỡng là quá hoạn suy não, cũng như lúa thóc hoa màu bị sương mù mưa đá làm hư hại. Giống như thế, làm tổn hại đạo đức không gì hơn là lợi dưỡng. Vì cầu lợi dưỡng cho nên làm giới pháp hoen ố, thân cận cư sĩ, cùng sống chung làm những hạnh không tùy thuận theo giới luật, đó tức là làm bạn với ma quân, phá hoại Phật pháp, xa lìa cảnh giới niết bàn,
khó thành Phật đạo, thật là đáng tiếc. Trong kinh Đại Bảo Tích quyển 47 thuyết minh, Đức Phật gọi tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, đời tương lai đệ tử của ta ít có những bí sâu thân tâm thích thú hướng pháp niết bàn tịch tịnh. Đa số thường y theo ba việc để làm thường nghiệp của người xuất gia. Ba nghiệp đó là gì? 1. Ưa thích mong cầu danh lợi trong thế gian. 2. Tham cầu băng đẳng cho đông, truy cầu thực gia qua lại không dứt. 3. Ưa thích mong cầu phòng xá tự viện cho tốt đẹp, cất chứa của báu và những thập vật tư cụ. Đó là y chỉ truy cầu ba việc. Này Xá Lợi Tử, các bí sâu ấy vì truy cầu ba việc nói trên cho nên nhất quyết không thể được giải thoát khỏi ba thứ ác thú. Xá Lợi Tử, các bí sâu như thế không ưa giải thoát tam ác đạo, địa ngục, bàn sinh, diêm ma, quỷ thú, mà trở lại ưa thích siêng năng tu tập đạo pháp đoạn diệt hết cõi thiên. Lại thường siêng tu những việc tranh chấp gây gổ, chê bai, ly gián, tranh luận phải quấy. Lại thêm ưa thích nhiếp thủ những ác khẩu, không có tâm tịnh tính, vân vân. Xa lìa chỗ thanh vắng núi rừng, nương tựa nơi chốn thành ấp tụ lạc, thường cùng với người thế tục, bạch y, kết thành băng nhóm. Xá Lợi Tử, bây giờ những người cư sĩ tại gia nói: Các trưởng lão như thế thường lui tới nhà ta, cùng chúng ta đồng một chí hướng rất tốt, thế nên chúng ta phải cung cấp bố thí y phục, thức ăn, ngoạ cụ, thuốc men trong lúc bệnh hoạn, cũng như những tự cụ thập vật khác cho trưởng lão ấy. Còn những vị trưởng lão ở chốn vắng vẻ tịch tịnh kia, đối với người thế tục không cần tiếp xúc, thì chúng ta cần gì phải nói chuyện hỏi han quý vị đó. Vì thế nên những bí sâu ác này cùng với cư sĩ tại gia càng ngày càng trở nên thân cận, cùng nhau đàm luận, chỉ nói những việc thế tục hí luận phiền tạp. Này Xá Lợi Tử, những ác bí sâu này thường ở chung với những kẻ bất lương, thường cùng dạo đi, ưa ở lâu trong một trụ xứ không hề dời đổi, chuyên tìm kiếm thêm nhiều băng đảng và nhiều thực gia, thường khi gặp nhau bản thân đi làm những việc khách điếu. Cũng do đó mà các bí sâu kia cùng với các cư sĩ trở nên thân mật luyến ái nhau. Bây giờ dù có khách bí sâu đến, họ hoàn toàn không cung cấp bất cứ thứ gì, trái lại còn đi hủy bán, nói những lời phi pháp. Nhưng thật sự các bí sâu kia là bậc hiền thánh. Bí sâu ác này cũng không từng khen ngợi rằng Đại Đức là bậc đa văn đầy đủ giới đức thanh tịnh, Đại Đức là bậc thánh dự lưu, nhất lai, bất hoàng, A-la-hán quả. Những lời như thế hoàn toàn không chịu xưng dương tán thán. Này Xá Lợi Tử, những ác bí sâu này ở trong giáo pháp của ta, nhưng không tu tập theo pháp của ta, không làm việc gì khác, chỉ ưa thích hủy bán, ha trách mạ nhục người khác không thôi. Xá Lợi Tử, bây giờ những người thế tục kết băng đảng với các ác bí sâu kia lại nói thế này: Các khách bí sâu ấy chưa từng ở chung lâu với chúng ta một chỗ, gần gũi qua lại. Các cựu trụ bí sâu kia cùng với chúng ta ở chung lâu một chỗ, tâm tình biết nhau, thông tri sứ mạng, lo lắng các duyên vụ. Vì ý nghĩa ấy, cho nên những cư sĩ kia cùng với các cụ trụ bí sâu ủng hộ nhau, nương tựa nhau để tạo oai thế. Chúng ta đọc đoạn kinh văn Phật dạy trên, phải biết rằng, vì ủng hộ chánh pháp, vì nghiêm trì cấm giới, nên cần phải xa lìa trụ xứ của bạch y cư sĩ. Phải biết rằng thân cận bạch y cư sĩ, tham ái sự nghiệp, ưa thích luận đàm, buông lung, khinh đạo, ngủ nghỉ nhiều đến nỗi tán thất oai nghi của người xuất gia. Như thế, dù cho ngoại hình giống tỳ kheo ni, nhưng hành vi hoàn toàn đồng với cư sĩ. Như thế, có thể nào không bị đọa lạc hay sao? Chúng ta nên tự suy tư. Trước kia phát tâm xuất gia, đã xa lìa cha mẹ, bà con, quyến thuộc và tất cả tài sản vật chất để làm chi? Là chỉ mong cầu ở chỗ vắng vẻ, diệt trừ phiền não, quán tất cả vạn vật nào khác gì đàm giải. Những danh lợi trong thế gian này giống như phẫn uế mà thôi. Tại sao vậy?
Bởi vì những thứ ấy có thể làm cho giới pháp của người tu bị hoang ố, làm cho đức hạnh của người tu bị ô uế. Thế cho nên cần phải xa lìa lợi dưỡng và tất cả sự nghiệp hư danh. Đối với những trụ xứ của tại gia cư sĩ, phải thật sự xa lìa. Đối với sự danh lợi suy não, mong cầu, phải thực hành tâm xa lìa. Đó là bổn phận của tỳ kheo ni vậy. Kheo ni vậy. Kheo ni vậy.